Các nạn nhân buôn người về nước từ Ả Rập Xê Út tiếp tục được hỗ trợ. 10 nạn nhân được hỗ trợ tổng cộng 15.000 Mỹ Kim. Trong thời gian qua, CAMSA, chương trình phòng chống buôn người do BPSOS khởi xướng năm 2008, đã nhận diện trên 30 nạn nhân bị buôn lao động từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út. Tuyệt đại đa số những người này đã hồi hương. Từ khi họ ra phi trường để rời khỏi Ả Rập Xê Út, chúng tôi được liên tục theo dõi việc hồi hương của họ nhằm bảo đảm họ về đến nhà an toàn, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS nói. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong việc xin trợ giúp hội nhập, đòi công lý và tạo sinh kế. Theo ông, tính đến nay, 10 nạn nhân hồi hương đã nhận được các khoản giúp đỡ từ những nguồn khác nhau, bao gồm quỹ hỗ trợ nạn nhân buôn người của chính phủ Ả Rập Xê Út, quỹ tương tự của một tổ chức quốc tế và sự trợ giúp của một số nhà hảo tâm. Hình 1. Cô Lan Thị Thư, cựu nạn nhân buôn người, đã tậu được 2 con bò nhờ khoản hỗ trợ của tổ chức quốc tế. Tổng cộng số tiền từ hai quỹ của Ả Rập Xê Út và của tổ chức quốc tế tương đương 15.000 Mỹ Kim. Các khoản giúp đỡ từ các nhà hảo tâm gồm 5.000 Mỹ Kim của bà Ngô Thị Hiền ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ và khoảng 500 Mỹ Kim đến từ hai cộng đồng tín đồ Cao Đài ở Việt Nam. Nhờ các khoản trợ giúp này mà một số nạn nhân buôn người đã từng bước tạo được sinh kế, trả nợ và khởi dựng lại cuộc sống sau nhiều năm bị vùi dập, bóc lột, ngược đãi ở xứ người. Có người đã mua được con trâu, một cặp bò, máy cày. Có người được hỗ trợ tiền chữa trị các thương tích do bị đánh đập, tra tấn ở Ả Rập Xê Út. Có người được giúp tài chánh để sửa chữa căn nhà siêu vẹo sau thời gian dài vắng mặt. Toán pháp lý của chúng tôi tiếp tục hỗ trợ số nạn nhân muốn đòi công lý từ các công ty đã gửi họ đi lao động và rồi phủi tay, tiến sĩ Thắng giải thích. Hình 2. Cô Đinh Thị Ca được hỗ trợ tài chính để chữa mắt bị hư do bị tra tấn khi còn ở Ả Rập Xê Út cùng với người con trai. Khi nạn nhân cầu cứu, đại diện của các công ty này lờ đi hoặc bảo nạn nhân phải cố gắng làm tốt hơn và đe dọa nạn nhân phải trả khoản tiền bồi thường cực lớn nếu bỏ việc. Một số công ty còn tự tiện ký gia hạn hợp đồng lao động với nhà chủ dù không có sự chấp thuận của nạn nhân. Trong một trường hợp, nạn nhân đã đóng số tiền tương đương 4.000 Mỹ Kim để hồi hương, nhưng công ty lại trở mặt ép nạn nhân tiếp tục làm việc luân chuyển đến 6 chủ sử dụng lao động. Hơn một năm sau, chính nạn nhân đã phải tìm cách tự thoát thân và được cảnh sát Ả Rập Xê Út giải cứu. Theo nghị định thư của Liên Hiệp Quốc về phòng chống và trừng phạt các hành vi buôn người mà Việt Nam đã ký năm 2011, chính quyền Việt Nam có nghĩa vụ bảo vệ nạn nhân, truy tố và trừng phạt thủ phạm. Điều này đã không xảy ra. Theo nhận định của tiến sĩ Thắng, các chủ phạm vẫn phây phây vô can, trong khi những nạn nhân lên tiếng đòi công lý thì bị đe dọa. Ngày 25 tháng 10, 5 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã gửi thư tố giác cho chính quyền Việt Nam với 6 yêu cầu. Thứ nhất, cho biết kết quả điều tra các hành vi tội phạm buôn người. Hai, cho biết những công ty xuất khẩu lao động nào đã bị điều tra và chế tài. Ba,
cho biết những biện pháp hợp tác với chính phủ Ả Rập Xê Út trong việc truy tố các công dân Việt Nam hoạt động buôn người ở quốc gia này. 4. Cho biết những nỗ lực để giúp các nạn nhân buôn người tiếp cận các dịch vụ xã hội, bất luận là họ có hợp tác để truy tố thủ phạm hay không. 5. Cho biết các biện pháp đã áp dụng để không trừng phạt nạn nhân buôn người dù đã vi phạm luật pháp do hoàn cảnh bị buôn bán gây nên. 6. Cho biết các biện pháp đã áp dụng để giúp đỡ các nạn nhân đã hồi hương về dịch vụ xã hội, pháp lý, y tế, sức khỏe, tâm thần và nơi tạm trú. Theo thông tin theo dõi từ Kamsa, nhà nước Việt Nam chưa làm gì để điều tra và khởi tố các kẻ vi phạm luật pháp, bao gồm các công ty xuất khẩu lao động, các môi giới và ngay cả một số giới chức chính quyền phạm pháp. Trong khi đó, theo tiến sĩ Thắng cho biết, Kamsa đã thu thập chứng cứ về các động thái bịt miệng nạn nhân để chuyển cho Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số tổ chức quốc tế. Việt Nam có 60 ngày để trả lời, nay đã quá 4,5 tháng, nhưng Việt Nam vẫn chưa trả lời Liên Hiệp Quốc. Hình 3, cô La Thị Tỷ Tàu được hai con trâu nhờ sự giúp đỡ tài chính của tổ chức quốc tế. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ một số nạn nhân đòi hỏi công ty xuất khẩu lao động bồi thường những tổn thương thể xác và tinh thần, cũng như thiệt hại tài chính mà họ phải hứng chịu, ông nói. Lẽ ra, đó phải là công việc của nhà nước Việt Nam trong trường hợp của cô Cao Thị Huyền bị hoàn toàn mất tích từ đầu năm 2020 và chỉ mới được giải cứu vài hôm trước đây. Người chồng đã kêu cứu với công ty xuất khẩu lao động, với Bộ Lao động, Thương binh Xã hội và với Tòa đại sứ Việt Nam ở Ả Rập Xê Út nhưng vô ích khi nhận được thông tin đầy đủ từ Kamsa ngày 1 tháng 3 vừa qua. Cảnh sát Ả Rập đã thực hiện cuộc giải cứu trong vòng vài ngày. Nạn nhân này đã được đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội Sakan ở thành phố Duma. Kamsa đang phối hợp với tổ chức quốc tế và cơ quan hữu trách của Ả Rập Xê Út để đòi 2 năm lương và các khoản bồi thường từ nhà chủ trước khi hồi hương. Kamsa cho biết hiện vẫn còn 3 nạn nhân đang chờ giải cứu và 3 nạn nhân khác đang ở các trung tâm bảo trợ xã hội cho người di dân của Ả Rập Xê Út chờ hồi hương. Đồng thời cũng có 3 hồ sơ xin trợ cấp tài chính của nạn nhân đã hồi hương đang trong vòng cứu xét. Kamsa chỉ nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cho những người lao động được xác định là nạn nhân buôn người khi còn ở Ả Rập Xê Út, tiến sĩ Thắng giải thích. Người đã về trong nước rồi tuyên bố mình là nạn nhân thì chúng tôi khó phối kiểm thực hư. Năm 2008, BVSA khởi xướng liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu